Nhất thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã không được phép chỉ đạo các học trò bởi vì ông đã phải nhận đủ hai thẻ vàng ở các trận đấu trước đó. Và ở buổi họp báo sau trận thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không được phép tham gia buổi họp báo và đã phải có người thay thế ông. Trong những phút đầu chúng tôi chơi có vẻ nó không được thanh thoát, có thể là ảnh hưởng về vấn đề thể lực của các trận đấu vừa qua. Cho nên là chúng tôi cũng chơi không được hiệu quả trong hiệp 1 và đội UE đã có bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1. Và sau hiệp 2 thì chúng tôi cũng có thay đổi một số vị trí và thay đổi chiến thuật. Sau đó chúng tôi cũng cuối cùng chúng tôi đã thi đấu với tinh thần nỗ lực cao nhất của tinh thần của Việt Nam, và cuối cùng chúng tôi cũng có được hai bàn thắng bằng sự nỗ lực của cả tập thể của đội bóng. Đội tuyển Việt Nam cũng rất là hãnh diện và chúng tôi tự hào vì chúng tôi đã đạt được cái điều mà chúng tôi chưa từng làm được, và chúng tôi đã một phần nào đã cũng mang cái tinh thần của bóng đá Việt Nam tới các trận đấu của vòng loại lần này để giới thiệu cho bóng đá của châu Á cũng như bóng đá thế giới là cái tinh thần thi đấu Việt Nam chúng tôi là không bao giờ từ bỏ. Và chúng tôi cũng hy vọng là góp được cái tinh thần niềm tự hào của chúng tôi với cái làm cho cái tinh thần chống dịch Covid của dân tộc Việt Nam của chúng tôi tại Việt Nam sẽ dâng cao hơn. Ngay từ đầu tôi nói là không dễ, nhưng chúng tôi vẫn thắng được 4 trận. Trận này chúng tôi chơi hay, nhưng lại mắc những sai lầm ở những phút cuối. Tôi tôn trọng đối thủ và cố gắng chơi tốt nhất. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi nên hài lòng với những gì đã làm. Đây là đội bóng có tương lai.